Đưa tay cho mắt coi. Nè, đâu có. Tay kia. Nè, đâu có. Đưa hai tay coi. Có. Tấn Hỷ. Con. Con khốn nạn thật mà. Sao con lại bày đặt ăn cắp? Má thường dạy con nghèo chó sạch trách cho thân. Sao con học đòi trộm cắp gian tham? Cha con chết sớm, má thủ tiết thờ chồng nuôi dưỡng con thơ, cực nhọc không màng gian khổ không than. Vậy mà giờ đây con làm điều sằng bay, quất cử viết ra sẽ nổi trận lôi đình. Mười mảng của mày cũng có giữ gìn. Má ơi má hiểu lầm rồi, con chẳng phải đứa tham. Tiền này là của quốc cửu thưởng cho con. Ông sai con một việc sắp làm, nếu thành công sẽ được thưởng thêm nhiều. Sai con làm gì mà thưởng công quá hầu? Sai con đốt nhà trong đêm nay. Đốt nhà ai? Đốt nhà mình nè. Ôi thằng khùng, mày định gạt má mày hả? Tao phải bắt mày đem nạp cho quốc cựu, trả lại tiền cho ổng. Mẹ, mẹ ơi, con không dám nói láo đâu. Quốc cựu sai con đốt Tiểu Xuân Đình, giết chết hoàng phủ công tử Thiếu Hoa. Vì cuộc tranh tài thất bại, quốc cựu cứu thù. Tấn Hỷ. Dạ. Đừng con, tổn đức lắm con ơi, đừng làm con ơi. Mẹ ơi, không làm sao được. Vì nếu con cãi ổng, con dao này chẳng những ông giết con mà giết luôn cả má rồi. Trời ơi. Má ơi, con khổ quá, con không biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp cho con tôi. À, Tấn Hỷ à. Dạ. Hay là má đi cho Lưu Yến Ngọc quận chúa biết rõ chuyện này. Trời ơi, vậy là má giết con lẹ nữa. Má quên Lưu Yến Ngọc là em gái của Lưu Khuê Bích sao? Dù là em nhưng cùng cha khác mẹ, đã chịu nhiều phũ phàng tủi nhục, phải khóc thầm chịu đựng sự khắc khe của lão phu nhân. Hỷ à. Dạ. Quận chúa đêm rồi nằm mộng thấy mẹ hiện về, kêu quận chúa phải báo hiền nhân. Hiền nhân là con hả? Mày thuộc về ác nhân rồi, chứ hiền nhân cái nỗi gì. Thằng khùng ơi, hiền nhân là hoàng công tử đó. Nè, khi nào thuận tiện á, con xin hoàng công tử cho mẹ gặp mặt. Trước có vài lời ngưỡng mộ, sao là tỏ nỗi lòng. Má, bộ má muốn một lần nữa ôm đờn cò sang thuyền khác hả? Ôi cái thằng quỷ sứ, mày nghĩ má mày vậy đó hả? Vậy cho má mới nói đó, muốn gặp hoàng công tử tỏ nỗi lòng. Cái thằng điên khùng gì đâu á. Má muốn tỏ nỗi lòng của quận chúa, muốn xóa bỏ quán thù giữa họ Lưu và hoàng phú, không dây dẳng quán cừu, tìm cách cứu Thiếu Hoa, dòng dõi của Trung Lương, bóp tay bọn vũ lương. Con làm theo lời má dạy, cứu anh hùng thoát nạn, dù nát thịt tan xương không hối tiếc thằng vàng. Ê, hình như có người đến. Má đi chỗ khác mau, quốc cửu đến. Đi đi má, đi má.